coi đang hú tú tú nằm lại tơi. Lòng thì cười hơ hơ sướng ghê hết 20 rồi. Mình thì học một góc ta nó xinh không hiểu gì hết. Cả nhà mình vào bếp nấu bữa cơm tao món ăn ngon. Đa con na cà phê, mẹ ta là xa rằng hê. Mong cho có công văn dù càng thêm đến thì càng không muốn. Trời còn đang mệt đây, ơi được đi học đây. Đang bị yên tự do mà chưa vào lớp đã lo sốt vó. Thì đến nơi rồi, ôi giời ôi các anh mình ơi. Vâng đến nơi rồi, ôi giời ôi các em mình ơi. Sắp phải thi rồi, học mà hết cả hơi rồi. Vâng đến nơi rồi, hơi các bạn ơi, hơi các bạn ơi. Làm gì phải hốt, làm gì mà phải hốt. Việc của mình là chiến đấu hết anh sinh văn. Việc gì phải hốt, việc gì mà phải hốt. Việc của mình là phấn đấu qua môn thật dễ dàng. Không thút thít khi nghe cô giáo bảo rằng kỳ này chúng ta kiểm tra chung mình. Người thì khó thêm camera cứ chia mình ngoài. Thời điểm 9 lần này em xin bye bye. Giờ tôi đi toàn là rạp liệt rồi hôm sau kinh hợp rạp liệt ư. Mình rất thích xem review phim mới xem mấy tập mà dòng đau vướng mắt đã thăng cầu. Ôi giời ôi các cô thầy ơi, vâng đến nơi rồi. Ôi giời ôi các bố mình ơi, Tết đến nơi rồi mà làm bài hết cả hơi rồi. Vâng đến nơi rồi, hơi các mình ơi, hơi các mình ơi. Em ơi mau trả anh tiền cho anh về nhà ăn Tết. Để ngày mai em trả anh nha, sorry tiền em vừa hết. Mong anh shipper ở bên đó luôn mạnh khỏe và luôn vui. Chuyển tiền anh sớm cho anh còn tính shop sale rồi em ơi. Cả năm ngồi lướt không giờ sáng khát khao săn sale chưa bao giờ vơi. Cứ hết ngày nay mai lại đến, mình thành best friend rồi anh ơi. Trứng rán thì cần mỡ, bắp thì phải cần bơ. Em cần bài tập Tết mà cũng phải kiếm ly xì cơ. Đây cứ mở đem nốt bánh kẹo thành người chơi hệ chạy đến tai. Em chỉ muốn được nghe cô nói amazing cũng cho em thôi. Làm gì phải hốt, làm gì mà phải hốt.